Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời tất cả quý vị cùng theo chân tôi để đi tìm hiểu và trải nghiệm đám ma khô tại một gia đình dân tộc Mông ở thôn Phiêng Luông, xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê. Hiện nay thì gia đình và cũng như là các thầy đang chuẩn bị mọi công việc thủ tục để bước vào đám ma khô. Đấy, lịch sử đó, từ khi mà không sử dụng súng nữa, có dùng vùng thì nó dùng một cái pa. Đấy, có pa, người ta không nói mỏ mà người ta nói pa thì nó ác hơn. Cũng chia sẻ với mọi người thì đám ma khô ở đồng bào dân tộc Mông ấy, bây giờ thì họ đã cải tiến rất là nhiều, chứ không như một số thông tin mà chúng ta thường biết. Trong đám ma khô thì người ta đã cải tiến rất là nhiều và làm cũng rất là văn minh, giống như là các dân tộc khác. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một bước trong đám ma khô thôi ạ. Đó là bước đón linh hồn người đã khuất trở về để làm các thủ tục, các bước cho người đã khuất được siêu thoát và được trở về với tổ tiên. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ vào qua đây. Chào tạm biệt. 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 Chào tạm biệt